Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, tôi quay trở lại rồi đây anh em ơi. Mấy ngày trước cái thay đổi thời tiết anh em ạ. Chính vì thế tôi bị cảm cúm nên là tôi không ra clip được, anh em thông cảm nhé. Đấy, có rất nhiều anh em cũng đã dự đoán khá là đúng trong cái việc là tôi ra clip một cách nó dồn dập và liên tục như thế là thế nào. Rồi mấy ngày tiếp theo tôi cũng nghỉ. Công nhận thế đúng phết. Đấy anh em ạ, hò đấy. Đang yếu do thay đổi thời tiết, bị ốm. Thế là mấy ngày hôm trước mất giọng mà tôi cũng không ra clip được anh em nhá. Đấy, hôm nay tôi quay trở lại rồi. Thì tức là tôi đã như là chuẩn bị để tôi có thể ra một cách dồn dập hơn. Đấy nên là anh em cứ chuẩn bị tinh thần là mấy ngày tiếp theo là anh em sẽ xem clip là nó sẽ rất nhiều đấy. Và anh em có thể là anh em sẽ không kịp xem clip đâu nhá anh em nhá. Anh em bảo tôi giả ốm rồi tôi lươn tôi nghỉ mấy ngày gì. Anh em nghe giọng anh em biết mà. Cái này nó không giả được đúng không? Đây, cái giọng nó ngạt ngạt anh em biết là thế nào. Đấy, còn anh em yên tâm. Mấy ngày lừa lừa rồi anh em sẽ biết là tôi ra clip vào đều và nó nhiều như thế nào anh em nhá. Chuyện này tự nhiên lại ra cái con sói anh em ạ. Nhưng mà chơi beat thì không anh em ơi. Anh em biết meta này nó là meta gì không? Nó chỉ có một là Witcher hay là Counter Witcher thôi. Chứ còn nó không có những cái bộ mà nó như là bộ beat thì chắc chắn là không thể ăn được rồi. Anh em chơi anh em biết đúng không? Meta này là meta mà những cái gì ở trong rank và những cái gì ở trong giải đấu nó đã thể hiện rất rõ rồi. Anh em qua giải đấu vừa rồi anh em biết full Witcher. Tôi vào một trận và tôi gặp một cái trận mà 4 ông chơi Witcher hay là 5 ông ấy, tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng mà quá nhiều người chơi Witcher khiến cho một cái trận đấu đấy mà gần như là nếu mà mình chơi một cái bộ khác thì mình cũng không thể ăn được. Nó đến cái mức độ mà như thế. Nhà phát hành bắp nó quá đà rồi anh em ạ. Còn lý do tại làm sao mà nhà phát hành bắp ấy thì anh em cứ nhìn vào cái skin mà nhà phát hành đang bán nhá anh em nhá. Để tôi xin nhắc lại, bởi vì cái này tôi cũng đã nói chuyện với các anh em từ rất nhiều ở những cái clip trước rồi. Mỗi lần mà bán cái skin gì thì là cái con tường đấy nó sẽ được bắp lên rất mạnh ở trong cái bộ nào đấy. Đấy, ví dụ như đợt trước bán skin Saman, anh em cũng biết là cái bộ Saman ấy nó làm mưa làm gió một cái thời gian rất lâu đúng không? Cái meta mà khó chịu nhất mà gần đây nhất đấy chính là cái meta Saman mết, anh em nhớ không? Đấy, bán skin của con già, bán skin của con Thunder và bán skin của cái bộ Saman. Gồm có con Squire, con Storm Saman. Đấy, bán skin của bộ Saman nên là trong cái khoảng thời gian đấy anh em thấy là cái bộ Saman mết ấy nó rất khó chịu. Đấy thì bây giờ lại đến cái meta của Witcher. Nhưng mà nó quá tay anh em ạ, bắp quả này quá tay luôn. Không thể tin được luôn, lại bắp mà nó lỗi đến cái mức độ mà gần như là ăn được tất cả các bộ. Đấy, tôi phải nói thật với anh em luôn, đến lỗi nhá. Mà tôi chơi một cái line up mà gần như là tier S ấy, tier S của tất cả các meta rồi. Đấy là cái line up Assassin kẹp cọc ấy, cũng không ăn được. Không ăn được bởi vì làm sao? Các cái con tướng mà mạnh nhất ở trong cái bộ đấy là bao gồm là con Sailing Assassin này hay là con cáo. Tất cả những cái con đấy nó đều có một cái chí mạng. Đấy chính là gì? Đấy là nó phải có mana. Nó phải bật được cái mana lên để nó tung trưởng thì nó mới chơi được. Đấy. Và cái bộ Witcher bây giờ nó bắp cho đánh nó không tăng nổi mana luôn anh em ạ. Mà tăng được một chút xíu mana thôi nhá. Kể cả là anh em có sắm cái Blink đi, anh em Blink xuống một phát, anh em bị con Fortuner Teller. À không, sorry anh em, nó sao đi vô, nó hút mana. Thế là mana nó lại xuống. Và cái vấn đề mana nó xuống và nó không thể tăng được lên, bởi vì những cái cú chém ấy nó tăng nó không thể lại được với cái hút mana đấy. Đấy, những cái cú chém của con cáo, những cái cú chém, những cái cú đánh của con Sailing nó không thể tăng mana nổi so với cả cái việc hút mana. Thế mới cay anh em ạ. Thế nên là không tung được trưởng. Mà nếu có tung được phát đầu tiên ấy thì là gần như là đồng đội chết hết rồi. Và cái lúc phát đấy thì bị hội đồng.
khó chơi anh em ạ. Sau cái phát đấy lăn được một phát là bị con nào ảnh nó sơ wap một phát là đứng im đến chết, cho nó hội đồng đến chết. Tôi bị gặp rồi anh em. Thế là tôi sau đấy là tôi thử test với cái bộ là bộ Insect thì nó cũng thế thôi anh em ạ. Nó cũng rất là khó chịu luôn, bởi vì Insect Toy nó vẫn là cần phải có mana thì nó mới tung trưởng được. Rất khó chịu, không thể tung trưởng. Và thế là cuối cùng là gì? Toàn bộ Insect, tất cả những con Insect ấy nó không thể tung trưởng. Counter chỉ mạng luôn anh em ạ. Đấy, được rồi, đây bây giờ tôi cho anh xem nhá. Đây. Ôi anh em nhìn này. Đấy chưa? Bốn thằng chơi nhá. Đấy, bốn thằng là có cái ý đồ chơi với Witcher rồi. Gần như là những cái bộ TS ngày trước ấy, nó cần phải có mana anh em ạ. Nó cần phải có mana thì nó mới có thể chiến được. Thế là bây giờ là cái bộ đấy nó counter vào những cái bộ TS, rất khó chơi. Và vì nó counter vào những cái bộ TS nên chính nó bây giờ nó là cái bộ TS ở trong cái meta hiện tại. Đấy. Insect Toy mà còn không ăn được là anh em biết là thế nào. Insect Toy một trong những cái bộ siêu lết mạnh nhất mà còn không ăn được. Không ăn được anh em ạ, không ăn được luôn. Rất khó chịu luôn. Đến Insect Toy mà không ăn được thì Beat nó ăn cái kiểu gì? Cái bọn Beat này nhá. Beat mà Medusa không thể tung trưởng được để mà có thể là hóa đá cơ anh em ạ. Rất khó chịu. Cái bọn Insect tôi cũng biết tại sao mà nó không ăn được. Cái lý do này, co thì là không tung được trưởng vì bị hút mana thì nó là đương nhiên rồi. Nhưng mà còn những cái con Insect ấy, nó cũng không thể tăng mana để nó có thể tung trưởng được trước khi nó bị tiêu diệt anh em ạ. Những cái con Insect nó gọi ra ấy, nó đẻ ra ấy, thì nó cũng phải tăng mana được đúng không? Nhưng mà con đấy nó không tăng được. Đấy, nó không tăng được anh em ạ. Con nhện nó không nhả tơ được để nó counter những cái con đánh tay ở trong tơ, đứng ở trong tơ thì nó đánh trượt. Hay là như là con bọ hung, nó bật gai lên để nó tăng khống chế với cả phản đòn. Đấy, hay là bọ cạp là khống chế đúng không? Còn con sâu thì là gọi đệ, nhưng mà làm gì có mana mà gọi đệ đâu. Đấy, thế nên là không ăn được thì nó cũng là đúng thôi anh em ạ. Rất khó chịu với cái lineup mà nhà phát hành nó bắp một cách là, nói chung là nó bị lỗi, nó bị im ba quá. Chúng ta cũng phải chấp nhận. Tôi thấy có nhiều anh em bảo tôi là thôi anh ơi em nghỉ đến hết beta này rồi em chơi tiếp. Em quyết định là nghỉ game đến khi nào mà nó update thì em mới bắt đầu chơi lại, chứ còn em không chơi beta này nữa. Bởi vì vào trong game ấy, nếu mà bây giờ mà bảo là không chơi Witcher ấy, thì chắc chắn là không bao giờ top. Đấy. Chơi Witcher thì nó lại bị dính một cái là tranh nhau, không thích chơi. Chơi chán quá, beta cứ phải chơi Witcher. Đấy mà dí Witcher không biết làm cách nào khác đúng không anh em? Quá khó để chơi trong cái meta hiện tại. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái lineup có thể ăn được, tôi không nói là không có. Đấy, tôi có thể lấy ví dụ cho anh em một trong những cái lineup ăn được, đấy chính là lineup 5 rồng. 5 rồng 9 mét thì chắc chắn ăn được, nhưng mà cái vấn đề là lên 11 anh em ạ. Và trong cái bộ truyền thuyết nó phải có con rồng 5 tiền. Đấy, nó khó ở cái chỗ đấy. Phải có rồng 5 tiền mà phải lên được 11 điều kiện. Và tất nhiên là cũng không hẳn là đã là ăn được đâu. Đấy, nếu mà đối thủ chơi Witcher mà kẹp 4 cá vào thì tôi nói thật với anh em là chấp luôn cả 9 mét luôn. 9 mét 5 rồng không là cái gì cả, kẹp 4 cá mà đánh cẩn thận kẹp hẳn 6 cá luôn. 6 cá Witcher thì làm sao? Thì có sợ không? Theo anh em có sợ không? Không. Tôi nghĩ là không đâu, nếu mà đánh kiểu solo lết thì cái bộ Witcher chẳng ngán cái bộ nào luôn. Ở trong cái thời điểm hiện tại tôi khó lắm anh em ạ. Cảm giác khó ăn lắm. Đấy. Đành rằng là cái bộ 5 rồng nó counter bằng cái việc là vào phát là tung trưởng luôn. Không sợ là hút mana, không sợ là đánh không tăng mana. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là bây giờ thì cứ cho là bắn trưởng luôn đi. Bây giờ tao kẹp 4 cá, tao kẹp 6 cá vào. Đấy, khó chưa? Quá khó luôn. Đấy anh em ạ. Đấy, thôi nhá anh em nhá. Anh em cũng biết là đấy, meta này nó là chơi gì rồi đấy. Anh em nhìn này, anh em thấy chưa?
Đấy, thằng... Ui, nó câu rồi cái con đấy của tôi, con cỏ của tôi. Nhưng mà chắc là tôi vẫn ăn được thôi. Đấy, thằng này Eco chơi Witcher này. Thực sự là cái bộ Witcher là một cái bộ rất vô lý. Tôi lại có một cái này tôi thấy là vô lý nữa nhá. Nếu mà tôi chia sẻ với anh em sẽ nhận ra tôi nói cực kỳ chuẩn luôn. Cái sự vô lý nó đến từ cái sức mạnh của bộ này, không phải chỉ late game, mà nó còn đến từ cái sức mạnh của một cái bộ mà nó khá là rất là dễ để có thể xây dựng được. Xây dựng thì rất là dễ chơi. Đấy, nếu mà không ra ban đầu, kể cả có bí bài quá mà không xây dựng được ấy, thì có thể Eco. Đấy, Eco mà chỉ cần là chơi ở level 7 thôi là đã đủ bộ rồi. Form được đủ bộ 4 Witcher kẹp với cả con Shadow, con Shadow Evil vào rồi. Nó đánh ở level 7 nhá anh em nhá, là đủ bộ. Đó, tức là một bộ dễ chơi. Và chúng ta khỏe giai đoạn giữa game, đúng không? Đầu game thì có vẻ là chưa khỏe, nhưng mà đến giữa game là khỏe rồi đấy. Cái tầm giữa game khoảng round 15 bắt đầu Eco xả tiền mà ra được đủ bộ ở level 7 là coi như là ngon rồi. Fallen Witcher hoặc Shadow Evil lên được 2 sao. Hoặc nha anh em nhá, tôi xin nhấn mạnh cái từ hoặc, tức là một trong hai con, mà là con 3 tiền, không phải con 4 tiền, lên được 2 sao thì là ấm luôn. Chỉ cần một trong hai con, sau đó là có thể giữ tiền và up lên cấp 8, cấp 9. Vừa đánh ở 9 luôn, roll Fallen 3 sao. Đấy, cái công cuộc mà xây dựng nó rất là dễ chơi. Một cái line up dễ chơi và mạnh ở giai đoạn giữa game, mà nó lại mạnh đến ở cái giai đoạn cuối game. Và nó rất mạnh, nó mạnh nhất. Thế thì đỡ thì đéo mà được. Tôi phải thốt lên là tôi phải chỉ bậy luôn đấy. Cực kỳ cáu luôn. Viết thư cho nhà phát hành bảo như là lép gấp thì bố chả đả động gì. Đấy, sắp update rồi, update ngày mai đúng không? Ngày mai update. Ngày mai update không có một cái chút gì động vào cái bộ Witcher luôn. Vậy là coi như là chưa đạt được doanh số nha anh em nhá. Đấy, mục tiêu là chưa đạt được doanh thu của bán skin. Rồi bây giờ ấy, anh em muốn là kết thúc, đúng không? Anh em muốn là kết thúc cái meta này sớm, anh em phải như là mua cái skin của con Fallen Witcher nhiều vào. Đủ cái doanh thu thì bọn nó mới bắt đầu mới thay. Tôi nghĩ là như vậy anh em ạ. Đấy. Và đây là cũng sẽ là cái dấu hiệu anh em nhá, dấu hiệu cho một cái meta sắp tới là cái bộ Witcher là súng hồ ấy, sắp đóng hòm này anh em. Anh em yên tâm, cái bộ đấy nó sẽ là cái bộ tiếp theo. Đấy, cái bộ Witcher nó sẽ là cái bộ tiếp theo mà sẽ không ai chơi. Nó giống như cái bộ Warrior vậy. Đấy, bây giờ bộ Warrior có ai chơi đâu. Thì cái bộ Witcher cũng sẽ là một trong những cái bộ mà tiếp theo không ai chơi. Quá nhiều ưu ái cho bộ Witcher trong cái thời điểm hiện tại. Và sau đó thì nó cũng sẽ đóng hòm thôi anh em. Rồi, đây nhá anh em nhá. Đây. Vậy là tôi bây giờ tôi đang có là được con Fallen và được con Shadow rồi đấy anh em. Bây giờ chỉ kiếm Witcher cho vào thôi. Kiếm đủ 4 Witcher cho vào thôi. Đấy, nhưng mà tôi đang tận dụng những cái con mà tôi đang được cho nên là tôi sẽ up 8, tôi vẫn chơi tiếp, tôi cũng không roll đâu. Chỉ có Eco phải roll thôi, còn tôi đang đánh chuyện thắng. Đấy, đầu game không ra thì chúng ta có thể kết hợp các thứ vào để tạo được một cái đội hình mạnh, sau đó thì chúng ta đánh chuỗi. Đến khi mà chúng ta ra được cái con Fallen nếu nó chuyển dần về thôi. Đó. Chơi cái bộ này nó cũng dễ vãi luôn anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là chơi mà để mà mất não ấy thì nó lại càng dễ nữa. Chơi như này là chơi, tôi còn chơi nó gọi là kết hợp các thứ vào ấy để đánh để chuyển dần về đấy. Chứ còn chơi mà cái kiểu mà Eco trắng rồi đến level 7 roll ấy nó còn dễ nữa cơ. Đấy, em thích ngày mai thử nó phát. Cái bộ này nó có một cái mà nó phải nói là nó rất lỗi, nếu mà đánh chuỗi ấy, nếu mà anh em đánh được chuỗi ấy nhá, là anh em đánh chuỗi coi như là từ đầu game đến cuối game luôn. Anh em mạnh ấy, anh em đã mạnh, anh em mạnh luôn. Mà anh em đã Eco ấy, anh em đã yếu anh em Eco ấy, thì anh em cũng mạnh luôn. Anh em lên game anh em mạnh luôn. Đó chính là cái lỗi. Bây giờ nhá, ở trong cái tình trạng ở trong rank ấy và cái tình trạng ở trong
giải nhá. Thằng nào không chơi thằng ấy thiệt. Ai không chơi người đấy thiệt. Mà ai chơi đấy, ai chơi thì lại dính vào cái tình trạng tranh bài của nhau. Đấy thì lại sang một cái trường hợp thứ hai, đấy chính là gì? Là ông nào ra Fallen Witcher 2 sao sớm thì ông ấy thắng. Đấy. Đó là như thế đấy anh em ạ, tình trạng chung. Ok. Tôi đã chuyển dần về thôi. Bây giờ chỉ cần Shadow lên được 2 sao hoặc là Fallen lên được 2 sao là chúng ta chuyển về Witcher đánh ngon luôn đến cái sau round 21 luôn. Anh em ạ. Đấy, đã bắt đầu có chuối rồi đây này. Không biết là bao giờ cái bọn bọn Dodo là mới đủ cái danh số bán hàng nhá anh em nhỉ. Hiện tại là cái skin của cái con Fallen Witcher này là tôi thấy là hình như là đang phải gacha mới ra chứ, đúng không? Tức là phải mua hòm về mở nó mới ra chứ, đâu phải là mua phát được luôn đâu. Càng khó luôn. Tức là phải, nếu mà muốn có skin này là phải mua hòm quay. Ok bạn ơi. Rồi. Chuối này, chuối có ghi là lên được đến rau. Ui quả trứng này. Đủ bộ luôn nhá. Nhưng mà chưa được anh em ạ. Bây giờ hiện tại nó hơi mỏng. Đội hình nó hơi mỏng. Bây giờ chuyển luôn thì khả năng toang là cao. Mặc dù là đủ bộ rồi nhưng mà chưa thể chuyển được đâu. Để nó dày dày một chút. Tôi nghĩ là nó phải cần thêm thời gian. Nhưng mà không sao anh em ạ. Tôi cũng sẽ cố gắng giữ cái chuỗi này đến khi chúng ta form được. Thằng ấy chơi chơi gì ấy? Vua lóc về chuyện mết đây. Hay là 9m nhỉ? À, có thể là 9m đấy. Dạo này cái bọn 9m ấy nó cũng hay chơi là nó kẹp vào cái con ăng mộng. Ôi Medusa lên 2 sao này. Vừa hay lại có quả trứng ở đây luôn. Đập lên 2 sao luôn á. Có đập không nhỉ? Có nên đập không? Không không. Không 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 không. 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 Không anh em ơi. Tại sao lại tôi lại phải đập cho con Medu trong khi tôi sắp có thể đập cho con Fallen lên 2 sao. Đợi đi, nhịn tí anh em ơi. Muốn top 1 không? Top 1 thì đương nhiên phải đập cho Fallen nhỉ. Ai đập cho Medu làm gì? Trận này có ấy à, 6 Warlock à. Úi giời ơi. Thế thì anh em có trận nó test thử cái bộ Witcher đấm với 6 Warlock thử xem nhá. Xem Witcher có sợ gì cái bọn. Ui sắp đi rồi. Ủa gấu này. Thôi bán nó này đi. Từ từ bọn này việc gì mà phải up lên. Tí nữa kiếm thêm một con ấy nữa rồi up cũng được. Kiếm thêm một con Druid. Rao sau rồi tôi roll kiếm Druid thôi. Ok. Cứ bình tĩnh. Nay là đủ ăn quái rồi. Rao sau phải phóng nhanh đấy. Bởi vì đội hình này vừa mới bán mấy cái con 2 sao nên hơi khèo. Rao sau phải roll nhanh kiếm mấy cái con. Có thể là gấu 2 sao chẳng hạn. Hai con gấu 2 sao thì vẫn trụ được. Medu lên được 2 sao vẫn trụ được. Đấy, đồ ngon rồi. Úi giời ơi anh em ơi. Thế thôi. Anh em ạ.
xác định rồi, xác định rồi. Cái tầm này mà tôi đây còn đang có chuôi đấy nhá. Tôi còn đang có chuôi và tôi ra ăn full lần. Xong rồi đấy. Hai tia luôn. Ok. Để round sau nhá, không kịp chuyển anh em ạ. Round sau đi. Tôi nghĩ là round này tôi vẫn ăn được thôi. Round này vẫn ăn được thôi. Cố tư. Đồ chuẩn này không có chuyện thua đâu. Ok. Không 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 không. Thằng này kẹp bốn đá. Vãi đài. Meta nào còn chơi bốn đá nhỉ? Bốn đá kẹp bét à? Nhưng mà bốn đá này hơi đóng đá hơi nhiều ấy nhỉ? Bình thường làm gì đóng đá nhiều như này. Ok. Rồi. Xong rồi đấy. Tôn cho dày lên tí. Được luôn. Ôi ôi, xong rồi anh em ơi. Đủ dày rồi. Quá dày luôn. Chứ không phải là dày bình thường anh em ạ. 9. Đương nhiên rồi. Lên level 9 nữa rồi. Quá là ok. Đấy. Giờ chúng ta có một cái đội hình nói chung là rất ổn luôn. Yên tâm nha, cái tầm này ấy, anh em biết là đánh đến bao nhiêu không? Ra 30 cũng không sợ mất chuỗi. Yên tâm luôn rồi đấy. Yên tâm luôn rồi đấy. Úi dồi ôi, anh em nhìn này. Nói chung là nó khỏe một cách dã man. Nếu mà anh em không biết thì bây giờ ấy, những cái con tất cả những con tướng của chúng ta là chuyển hóa sát thương đánh tay thành sát thương thuần, sát thương chuẩn hết rồi anh em ạ. Ngày trước là nó chuyển thành Demon thôi, chứ nó không phải là chuyển sang là đánh tay là thành sát thương chuẩn đâu. Nhưng bây giờ là 100% là sang sát thương chuẩn anh em nhé. Chuyển sang sát thương chuẩn bằng cái việc là đánh tay. Nên là những cái con tướng bây giờ là đam nó rất to. Nếu mà có 100 đam ấy, là 100 đam đấy là xuyên giáp luôn. Đấy. Cái lượng đam nó sẽ là đánh, nó là đánh thẳng vào máu luôn. Tức là trừ máu đi. 100 đam có nghĩa là trừ 100 máu cho mỗi lần đánh. Chính vì thế đó là cái bộ mà Glacier kẹp Witcher nó lại khỏe đến như thế. Bởi vì tốc đánh nó rất cao. Tốc đánh cao mà đánh nhanh mà, đúng không? Nên là đánh thẳng vào, ăn thẳng vào máu luôn. Nó rất là khỏe luôn. Witcher giờ không như Witcher ngày trước đâu. Witcher ngày trước là nó dựa theo là cái bộ Demon. Đấy mà Witcher bây giờ nó đánh là đánh chuyển sang sát thương thuật. Demon thì nó khác là nó vẫn còn là 50% là nó chỉ tăng 50% là sát thương chuẩn thôi, còn cái còn lại, phần còn lại nó vẫn là cái phần vật lý. Thì nó vẫn có một cái gì đấy, nó vẫn bị trừ bởi giáp. Đấy. Ví dụ như là 100% kia thì ví dụ như là gặp Warrior chẳng hạn, thì cái lượng giáp ấy của Warrior nó vẫn có thể giảm tới khoảng 50% đam. Thậm chí là 75% đam nếu mà gặp Clive chẳng hạn thì vẫn bị giảm đi. Nhưng mà Clive bây giờ gặp thì sợ lắm. Clive bây giờ gặp thì nói chung là không thể có cửa nào ăn được luôn. Đánh thẳng vào máu, rất đáng sợ. Và những cái con tướng nó sẽ không phải là Demon nữa anh em nhá. Nó sẽ không phải là Demon nữa. Con tướng nó sẽ không phải Demon nữa. Đấm đi hết rồi này anh em này. Thật đấy, trời ơi nó mạnh thế này. Những cái thằng còn lại anh em xem này, bọn nó không chơi Witcher. Đấy chính là lý do làm sao mà tôi mạnh đến cơ như thế đấy anh em ạ. Cái tầm này nhá, chấp hết tất cả các thể loại luôn. Đem những cái bộ mạnh nhất đến đây. Bây giờ chỉ có gặp Witcher, gặp chính cái bộ này này anh em ạ. Gặp chính cái bộ này tôi may ra tôi mới mất chuỗi thôi. Còn anh em nhìn cái thằng kia đúng không, nó đang có cái chuỗi cộng 9, sắp mất chuỗi rồi. Sắp mất chuỗi với tôi rồi anh em ạ. Làm gì có cái cửa nào đâu. Xong rồi, cái thằng mà đang top 2 đang chơi Clive anh em ạ. Chơi Clive gặp bộ này như gặp bố rồi gì nữa. Thế nên là tôi khẳng định với anh em luôn là 98 máu đến hết game nhá. Ngay từ cái giai đoạn này là tôi cũng biết rồi.
không thể nào mà trượt được cái top 1 với 98 máu đâu. Chuỗi thì chuỗi vàng luôn, không bao giờ mất, nói cho nhanh. Thấy chưa, anh em thấy bộ mạnh chưa? Đấy, trừ khi là gặp đối thủ chơi cùng bộ này thì là mấy ông Witcher gặp nhau cuối game thôi. Đấy, tình trạng hiện tại ở trong rank nó là như thế anh em nhá. Tôi, các anh em biết rồi thì không nói làm gì, bởi vì các anh em cũng sẽ là biết là chắc là cũng phải dừng lại một thời gian. Còn những anh em mà chưa biết ấy, đấy, thì chắc là anh em sau cái clip này anh em cũng biết là anh em sẽ phải là chơi cái gì rồi đấy. Để mà leo rank ấy thì tôi khuyên anh em chân thành một câu là cái Witcher mà chơi thôi nếu mà anh em muốn tăng nha anh em nhá. Nó dễ lắm anh em ạ, nó dễ lắm, nó cực kỳ dễ luôn. Đồ trấn phái nhá, thì tôi xin nói luôn này, đồ trấn phái này đấy, để cho các anh em mà xem những cái clip của Tuấn Cơm thì anh em cũng biết được cái đồ trấn phái của nó. Anh em chưa biết gì về bộ này, anh em cũng có thể lấy được những cái đồ chuẩn cho cái bộ này để anh em có thể là được cái lợi thế hơn so với những thằng Witcher khác. Trấn phái nha anh em nhá, là cái là một là cái Berlin đấy, hai là gì, là cái tẩu, một trong hai nha anh em nhá. Tẩu, ghép tẩu thì thôi Berlin, mà ghép Berlin thì thôi tẩu. Đấy, ghép tẩu cũng rất ok luôn. Tí nữa ghép cái tẩu có hút máu nữa. Berlin thì Berlin cuối cũng sẽ có cái giáp tăng cái lượng máu của anh em lên. Nói chung là đều ngon như nhau. Có một cái là cái Berlin ấy thì nó an toàn hơn cái tẩu, bởi cái chỗ là nó khó bị bắt hơn. Cái tẩu thì khá là dễ bị bắt ấy. Và anh em sẽ phải chuyển hai con, anh em sẽ phải di chuyển hai con. Anh em sẽ phải di chuyển hai con bởi vì là anh em cần một con hiến tế đúng không? Đấy, nên là anh em sẽ phải di chuyển cái con phu lần kèm theo cái con hiến tế di chuyển cùng. Còn nếu mà anh em có Berlin thì em không cần. Anh em có Berlin thì gần như là anh em lúc nào cũng sẽ di chuyển cùng với con ảnh phân độ, con ảo ảnh ấy. Nên là anh em sẽ không cần cái vụ mà di chuyển cả hai con. Anh em cứ để hai con một bên thôi. Con Fallen của anh em sẽ không bao giờ bị bắt. Không bao giờ bị bắt luôn. Bởi vì con ảo ảnh nó đã counter vào cái vụ bắt đấy rồi. Đấy, nó sẽ chạy theo. Nếu anh em có bị bắt thì con ảo ảnh nó cũng sẽ swap, nó cũng sẽ chạy theo. Đấy, nó an toàn, rất an toàn như con Fallen. Nó chính ra cái Berlin ngon hơn đấy. Ok. Thậm chí bây giờ tôi gần 100 tiền rồi, chưa biết làm gì với cái số tiền này ngoài cái việc roll để kiếm 3 sao. Quá khỏe luôn anh em ạ. Sắp tới chúng ta sẽ cắt chuỗi cái thằng kia nữa. Mà kiểu gì mà gặp mãi không gặp nhỉ? Ảo thật đấy. Hai ông có chuỗi mãi không gặp nhau luôn. Như ở trong cái trận đấu này tôi có hai cái tẩu gần như là vào là tôi có thể hóa hình luôn. Tức là cái hóa hình này là nó như là lăm rồng ấy, tức là nó vào phát nó hóa hình luôn. Cái tẩu hướng nó có cái lợi thế đấy anh em ạ. Đấy, cái lợi thế mà cái Berlin không có đấy chính là Berlin ấy. Thì chỉ Berlin là một mình cái con Fallen nó có mana thôi. Mà tẩu khi mà ghép được hai cái tẩu mà đứng cạnh nhau như này là cả chùm này là nó tăng mana nhanh này, kể cả con Medusa nhá. Vào phát là có 60 mana là có thể là hóa đá sớm rồi. Rất là khỏe. Ngoài ra cái bộ này nó cũng sẽ tăng mana nhanh hơn những cái bộ khác, bởi vì là sát thương nó chuẩn nên là nó đánh vào một phát là nó được tăng cái lượng đam, nó không bị trừ bởi giáp nên là cái lượng đam gây ra nhiều, khiến cho là cái phần trăm nó tăng mana nó tăng nhanh hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta đánh ở những cái bộ thông thường đánh bằng đam vật lý. Những cái con demon thường là nó sẽ tăng mana nhanh hơn anh em ạ. Ok, cái tầm này tôi sẽ roll cái con cả con doctor lên 3 sao nhá anh em nhá. Doctor tôi cũng muốn roll lên 3 sao luôn. Hay quá. Nhanh lên nào, còn 15 giây. Sang tabu đi, tabu để dọn bàn.
Ủa, chết rồi, không kịp rồi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi. À, bỏ này đi. Không lên 3 sao đâu. Nói chung là bây giờ chỉ là thủ tục thôi anh em ạ. Tôi đánh ở level 9 luôn, tôi kiếm 3 sao. Bởi vì tầm này mạnh quá rồi. Đội hình nó lỗi quá rồi. Đấy, tôi nói với anh em đầu game rồi mà. Bây giờ thằng nào nó ăn được đâu. Cái đội hình này bây giờ chấp hết tất cả các thể loại ở giai đoạn late game. Thật sự rất là mạnh. Kẹp thì bây giờ có thể lên 10, kẹp thêm một con Glacier nữa. Nếu chúng ta có 4 Glacier, cái lượng đam đến từ 4 Glacier nó sẽ rất nhanh. Nó đánh nó tăng mana nhanh này, mà nó cũng là giết người nhanh luôn. Lượng đam gây ra nó rất nhiều. Đấy, còn bây giờ là solo với cả thằng Clyde, thì thằng Clyde đánh chờ chết thôi. Được, chuyển cái gì cũng thua rồi anh em ạ. Đến cả bộ Insectoid hay là cái bộ 6 Assassin kẹp cọc TS còn không ăn được thì Clyde ăn kiểu gì. Counter trực tiếp vào. Anh em thấy không? Sức mạnh của đội hình. Thật sự là mạnh quá. Mà nó còn dễ chơi, nó có phải làm cái gì đâu. Anh em thấy không? Khi mà đã form đủ bộ rồi mà chúng ta gặp những cái đội hình khác ấy, nó yếu hơn hẳn luôn. Nó yếu hơn hẳn. Một cái đội hình mà nó quá mạnh, nó quá lỗi. Fallen Witcher mấy cái 2 sao mà nó đấm những cái bộ khác như con luôn. Điêu thật sự. Hút máu quế hay là búa xét đây? Rồi, để búa xét đây. Về căn bản là cái búa xét này nó cũng ngon anh em ạ. Tôi chưa có 4 Glacier, tôi kẹp cái búa xét này vào, nó đánh nó sẽ tốc, nó sẽ tương đương với cái bộ 4 Glacier ấy. Tăng 50% tốc đánh. Đấy. Ca lông 2 sao thì cũng thế thôi anh em ạ. Chả có cái cửa nào luôn. Con ca lông 2 sao này nó không được đánh đâu. Bởi vì làm sao? Có tăng được lên mana đâu mà đánh. Mana không tăng nổi để mà tung trưởng luôn. Thực sự là có những cái bắp mà nó thực sự nó rất là lỗi. Nó bắp kinh khủng luôn ấy. Cái bộ này nó bắp cho là gì? Khi mà anh em có một con Witcher là anh em đã có cái khả năng phế được demon của đối thủ rồi. Một con Witcher. Đấy, mà anh em có hai con Witcher là coi như là những cái con Witch, những cái con demon ở trong lineup của anh em là nó đã có khả năng là đánh cùng nhau. Đấy, và ngoài ra nó có khả năng là những cái con demon đấy nó cũng sẽ có khả năng là gì, là đánh nó không tăng mana. Đấy, còn khi mà anh em có 4 Witcher thì tất cả nó đã biến thành demon. Rất là kinh khủng. Đối thủ gần như chả có cơ hội nào luôn. 0% là đối thủ. Anh chờ chết luôn, mỗi round mất khoảng 20 máu thôi, 3 round nữa chết. Thực ra thằng này đánh thì nó cũng tâm lý, nó cũng chờ chết thôi chứ nó có làm được cái gì đâu. Anh em, chả có làm cái gì luôn. Ca lông 2 sao vứt xó. Chưa thấy bao giờ phế như thế bây giờ. Một con 5 đô 2 sao mà không thể làm được cái gì luôn. Không thể bắn được một cái trưởng nào hết. Lần này tôi tha con cá lông của nó nhá. Tôi tha con cá lông, tôi bắt con Dust Grid. Anh em nhìn đi, nhìn con cá lông đi. Thấy chưa? Nó không làm được một cái gì cả anh em ạ. Và cái bọn Clive bây giờ nó mềm như bùn ấy. Rồi, xả tiền kiếm Fallen 3 sao cả nhá. Tôi chỉ sợ bây giờ tôi lên con Fallen 3 sao ấy, đối thủ quýt luôn. Úi dồi, bạn ơi, đây rồi. Tôi chỉ sợ đối thủ quyết luôn thôi anh em ơi. Khó. 36 máu, chắc là phải ra 36 mới kết thúc trận đấu cơ. À, ra 34, ra 34 được rồi. Tôi nghĩ ra 34 là kết thúc trận đấu rồi. Ôi, đừng để nỗi lau thêm dài. Lần này tôi sẽ câu với con ngựa. Ok. Ui rồi anh em ơi, nhìn cá lông kìa, đấm vào. Không kịp tăng mana luôn. Dã man. 18 máu. Rôn nốt nhỉ. Tầm này lên 10 làm gì đâu. Thôi rôn nốt anh em ơi. Ok. 30 giây à.
Rốt đi. Đập trứng cho Tabu luôn. Rao cuối rồi anh em ạ. Chả có cái cửa nào mà nó ăn được không? Xếp cái kiểu gì? Trời ơi, bạn cứ nghĩ là bạn có thể xếp như nào đấy để có thể ăn được à? Ảo thật đấy. Xếp tụm mà như thế á. Ok, thì xếp tụm đi. Trời ơi, nhìn cái bọn này nó mềm như bùn luôn. Không có một tí giáp nào luôn ấy. Không có một mảnh giáp nào luôn. Mềm thật sự. Đấy, con cá lông thậm chí nó không bắn được phát nào cơ. Mặc dù nó đứng rất xa nhá, nó chết cuối cùng luôn. Anh em thấy chưa, lỗi chưa? Trời ơi, sao lại có cái layup nó lỗi đến như này. Mất cân bằng quá đi mất thôi. Trước khi cái bộ Witcher này update, game nó rất là cân bằng luôn ấy. Nó không đến lỗi như này đâu anh em ạ. Như này thì lỗi quá. Anh em thấy meta này như thế nào thì anh em để lại dưới phần comment nha anh em nhá. Tôi biết là các anh em cũng sẽ có những cái quan điểm riêng của các anh em về cái meta này. Đấy, biết đâu các anh em thích cái meta này làm sao. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn hai clip bên trái và bên phải ở màn hình kết thúc. Đều là những cái trận đấu rất hay. Anh em xem đi nhá. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!